Về nghe về hỏi vợ. Anh Tôm rất tốt, chị Trinh rất xinh, hai bên dập dình gia đình từ chối, quyết tâm mai mối lấy vợ liền tay, nếu không cưới ngay cò bay đi mất. Đi mất, đi mất chứ là đi mất. Tôi đây đích thích ăn cam. Con xin biêu bác cân nho. Tôi đây đích thích ăn nho. Biêu bác bỏ nhà với chuối đem sang, lỡ bác quả hẹo thì đem lên lên phúng à. Thằng này mày tiền sư nó lao ghê chưa. Con đây không thích dây dưa, bác có cho cưới con không? Mỡ đi thằng nhãi lông bông. Con gái tao xinh không gá linh tinh, bao anh nhà giàu vẫn đêm ngày rình. Con mơ con tươi con xoan xong đến con mận. Yêu thương mày bao nhiêu năm sao cứ không cần. Trong tim tao đây chỉ có thương mỗi Trinh thôi. Mau nghĩ cách giúp tao đi lại mày đây. Nghe đây anh em, tao nhớ ra có cách này. Tao đi sang nhà ông ta cướp giữa ban ngày. Mày đi theo rồi xông ra lập tức cứu ngay. Ông ta sẽ rất cảm động lập tức cho cưới mày. Con rẻ xịn của ta. Ôi tâm, mình được có con. Thế rồi. Con không thích anh ta. Bố đừng ép con. Các anh về đi. Đi một. Cha mẹ đặt đâu con nằm đấy. Mày hôm nay mà không lấy anh Tây này thì mày đừng gọi tao là bố nữa. Thằng ấy bỏ anh thật ngà, nhìn người ta giàu sang xa hoa thế mà. Lên xe hoa đi về nơi khác lạ, để lại anh ôm con tim đau xót xa. Cứ tiếc nuối những tháng năm ân tình mình bên nhau. Vội vàng em buông đôi tay chẳng bền lâu. Thôi em ơi, đôi ta đành hẹn kiếp sau. Mai đây khi em sanh bước bên người thì xin em hãy cứ nở nụ cười tươi. Chuyện hợp tan phận duyên là do ý trời. Được nhìn em hạnh phúc anh vui lắm rồi. Tôm ơi! Cháy nhà rồi Tôm ơi! Cháy nhà rồi! Làm sao? Cháy nhà ơi! Cháy nhà rồi! Ơ hay nhở! Làm sao? Tao đang đi đáy bên sông. Ok nói tiếp đi ông. Tao đang đi đáy bên sông. Biết rồi nói tiếp đi ông. Bỗng thấy xa trông hai gã lông bông, hôm trước đánh bạn cùng đang đi đáy. Tiếng sư ông nói nhanh lên. À đây tôi nói nhanh đây. Tôi nghe chúng nó giao nhau. Giao nhau là sáng hôm sau. Sẽ ép ông bố bán hết đất đai với căn nhà rồi phắn ra nước ngoài. Thả tôi ra. Không. Bây giờ ông còn ký không? Tao sẽ không bao giờ ký đâu. Tao hỏi một lần nữa, mày còn ký không? Đừng qua hồng. Tao sẽ không bao giờ nhượng bộ chúng mày đâu. Đấy, chỉ tại bố ham của mà giờ hai bố con mình khổ sở thế này đây. Anh Tôm ơi, đến cứu em. Đào to lên em. Có mày ngày thế gì đâu. Yeah.
Có chuyện gì đây, ấm ý vậy? Con thân yêu ơi, mày ghê, con đến đây rồi. Mấy thằng mưu mô lưu manh, chúng nó rất tồi. Do ta ngu ngơ nghe theo bọn nó con ơi. Cho ta xin lỗi nha con, thật lòng đấy. Với em Trinh không sao, con quá vui rồi. Chỉ mong gia đình an vui, hạnh phúc suốt đời. Để đền ơn cho con yêu ta quyết thế này. Ngày mai hai đứa cưới luôn, cưới gấp cho đẹp ngày. Vậy là sau bao gian lao ta có nhau rồi. Từ nay ta sẽ bên nhau yên vui mãi không rời. Anh, ơi gửi anh ạ. Tàu đấy. Của anh ạ, cảm ơn mọi người nhá. Anh thật đấy à? Hơi đau đấy. Mày đành tao đào đen luôn. Mình phải giết như thật thế. Thì không già ông bị gả con gái cho chứ. Này, ngày mai nhớ đi làm đám cưới nhá. Chắc chắn rồi. Đương nhiên gì luôn. À nhưng mà cái làm đám cưới là không được đi tay không đâu. Phải cầm theo phong bì đấy. Thế thì... Qua những ứng trước nhá.